Hòn đảo này là một trong những khu vực đông dân cư nhất thế giới. Trên mỗi 1 km² ở đây có tới 340 người dân. Ví dụ như ở Nga thì trên cùng một diện tích như vậy chỉ có 9 người. Nhiều thành phố trên đảo có ranh giới thực sự là chỉ có tính định danh mà thôi. Tưởng chừng như bạn đang có mặt tại một thành phố, nhưng trên thực tế bạn lại đã ra khỏi ranh giới của thành phố đó và đang đứng trên địa bàn của một thành phố khác rồi. Thoạt nhìn, nền văn hóa của người dân trên đảo cũng chẳng khác mấy so với văn hóa của nước Trung Hoa. Thế nhưng, khi tôi tới một trong những thị trấn trên đảo này, tôi đã hiểu ra rằng sự tương đồng về văn hóa chỉ là bề ngoài mà thôi. Thành phố Cali nằm ở ngay trung tâm của hòn đảo. Đây là một thành phố châu Á đặc trưng. Kia là những tấm biển sặc sỡ, những ngôi nhà dính liền vào nhau. Nhưng ở đây còn có một thứ mà có lẽ đặc trưng cho nền văn minh phương Tây hơn. Tại đây có một nhà máy sản xuất kèn saxophone. Và trong toàn thành phố có tới 8 nhà máy sản xuất loại kèn này. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ tới một trong những nhà máy thú vị nhất. Nhà máy này thuộc về một gia đình. Nhà máy do cụ của người chủ nhân hiện nay sáng lập ra. Vị tiền bối này là một người đa tài, đa năng. Có một lần, có một người nhạc công cao lớn tới gặp cụ Chong. Người này kể rằng, thứ nhạc cụ yêu thích nhất của anh ta là chiếc kèn saxophone đã bị cháy mất và đặt cụ làm cho một chiếc mới. Cụ Chong, người chưa bao giờ được nhìn thấy thứ gì lạ lùng như vậy, đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng những gì còn lại của chiếc kèn bị cháy, đọc sách tìm hiểu, và một năm sau, cụ đã làm ra một chiếc saxophone tuyệt vời. Chiếc kèn saxophone đầu tiên được một người Bỉ tên là Antoine Roger Sax làm ra vào năm 1840. Tất nhiên, nhạc cụ của ông trông hoàn toàn không giống với những chiếc kèn saxophone ngày nay, thế nhưng nguyên tắc cơ bản thì vẫn y như vậy. Kèn saxophone được sản xuất tại nhiều nhà máy, chứ không phải chỉ có một. Tại một nhà máy người ta đúc các chi tiết, còn tại nhà máy này thì họ lắp ráp tất cả lại thành một chiếc kèn hoàn chỉnh. Đây là cái khung của chiếc kèn mà người ta mang đến nhà máy. Trông nó không được đẹp mã cho lắm. Để cho những chi tiết này trở nên sáng bóng thì người ta phải cho chúng vào axit, sau đó chúng sẽ trở thành như thế này, long lanh hơn nhiều. Quá trình làm sạch các chi tiết được thực hiện trong một thiết bị như thế này. Quá trình này chỉ mất từ 5 giây đến 1 giờ tùy theo độ đậm đặc của dung dịch. Các bạn hãy nhìn xem. Trong này, ngoài những chi tiết của chiếc kèn, còn có cả các hình tam giác này xoay tít ở trong nữa. Chúng được cố tình đặt nằm như vậy để các chi tiết không sắc nhọn. Có nghĩa là chúng được dùng để mài bớt các cạnh đi. Ôi, có thể bị đập vào tay đấy. Đúng vậy, thường xuyên bị là đằng khác. Các bạn nhìn xem, nhờ có những dụng cụ đơn sơ như thế này mà các chi tiết đã được làm sạch, có được hình dáng phù hợp với vị trí trên chiếc kèn mà sau này chúng sẽ được gắn vào đó. Nào, chúng ta hãy thử đo xem. Bây giờ anh Chong đang giúp đỡ tôi. Anh là con trai của ông chủ nhà máy. Họ của người chủ thì tôi đã ghi nhớ được rồi. Là Chong, còn tên thì rất là khó. Bởi vậy, anh ấy cho phép tôi gọi anh ấy là Jerry. Anh Jerry, rất hân hạnh được gặp anh. Tôi tên là Irina, rất vui được làm quen với anh. Trên mỗi chiếc kèn saxophone có tới 300 chi tiết các loại. Bởi vậy, đây là một công việc tay chân rất phức tạp. Tất cả đều phải làm thủ công với chiếc búa bé xíu này. Mặc dù trước đây để sản xuất một chiếc kèn saxophone cần tới cả tháng, giờ đây toàn bộ quy trình đã được rút gọn và tại nhà máy này mỗi năm người ta làm được 7.000 chiếc kèn. Khi tất cả các chi tiết đã được gọt rũa cẩn thận và được hàn lại với nhau, một chiếc kèn saxophone hoàn chỉnh đã sẵn sàng. Người ta sẽ phủ một lớp bóng lên chiếc kèn và tiếp theo là công đoạn cuối cùng. Đây là chiếc máy rửa kèn phải không? Không, anh ấy chỉ rửa cho sạch bụi thôi. Hãy để tôi góp một tay vào việc sản xuất kèn saxophone nhé, có được không? Thật thú vị. Công đoạn cuối là rửa kèn bằng chiếc bàn chải này trong dung dịch xà phòng. Thế này phải không?
Sao tôi chẳng rửa được gì là thế nào? Đây là nơi cha của Jerry tiến hành việc kiểm tra lần cuối cùng. Chỉ có ông mới đủ uy tín để thực hiện nốt công đoạn cuối này. Jerry, anh hãy giới thiệu xem ông đang làm gì đi. Bây giờ cha tôi đang kiểm tra xem các chi tiết đã được gắn cẩn thận với nhau hay chưa. Nếu như nhìn thấy có ánh sáng xuyên qua, thì có nghĩa là gắn chưa đúng. Thế nào? Tốt rồi phải không? Tất cả những chiếc kèn saxophone được sản xuất tại nhà máy này đều được bày bán tại một cửa hàng cách đây không xa. Chúng ta hãy cùng ra cửa hàng đó xem sao nhé. Vâng, ở đây quả thật là rất nhiều kèn saxophone. Chúng tôi sản xuất nhiều. Đó chính là sự đảm bảo về chất lượng. Chiếc kèn này được làm bằng vàng phải không? Bằng vàng đấy. Những chiếc kèn saxophone ở đây có nhiều màu sắc khá phong phú, bởi vì chúng được mạ bằng nhiều chất liệu khác nhau. Ví dụ như chiếc kèn này là mạ vàng, giá khoảng 40.000 rúp, tức là 1.600 đô la Mỹ, khá đắt. Không, không đắt đâu, có cái còn giá cao hơn nữa cơ. Chúng tôi có những thứ nhạc cụ giống nhau làm bằng nhiều chất liệu khác nhau. Cái này có thể giá 1.000 đô la Mỹ, cái kia có khi phải lên đến hàng chục nghìn đô la Mỹ. Lớp mạ không đơn thuần chỉ làm cho đẹp, mà âm thanh của chiếc kèn cũng phụ thuộc vào lớp mạ, kín và trầm hay mở và cao. Kèn saxophone chia làm 4 loại, soprano, alt, tenor và baritone. Mỗi loại trong số đó đều có kích cỡ riêng, và âm vực của mỗi loại phụ thuộc vào kích cỡ của chúng. Đây là saxophone baritone, âm thấp nhất. Đây là tenor, cao hơn một chút rồi. Còn cái này là alto. Còn đây là soprano. Tất nhiên là để thổi được như vậy thì tôi sẽ chẳng bao giờ học được rồi, ít ra là trong khoảng thời gian ngắn như thế này. Hay anh chỉ cho tôi cách tạo ra âm thanh thôi vậy? Không, không cần thế đâu, không cần thế. Chỉ cần một bài đơn giản thôi. Các bạn biết không, tôi thấy ong cả đầu rồi. Tôi đã từng đọc được ở đâu đó là chơi saxophone là phổi phải hoạt động rất nhiều. Ban đầu phải học cách thở bằng bụng, phải giữ hơi như thế nào. Còn tôi như một kẻ mới chập chững tập chơi thì còn chưa biết cách thở cho lắm. Nào ta thử lại lần nữa nhé. Quả thật là tôi thổi kèn ngay như tiếng đầu máy xe lửa vậy. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi mà một thứ tưởng chừng như hoàn toàn xa lạ với nền văn hóa Á Đông là chiếc kèn saxophone lại có thể chụp lại được ở đây. Người ta đã học được cách chế tạo kèn saxophone tài tình đến nỗi, giờ đây cả thế giới đều thổi kèn của họ.